Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Bộ Công an cho biết, ngày 23 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Vụ án này, cơ quan công tố truy tố ra tòa 14 bị can, trong đó có 4 bị can đang bỏ trốn. Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu 4 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa. Nếu họ tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và họ sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Thông tin của 4 bị can đang bỏ trốn trong vụ án bao gồm: 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Nhân thân, bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HSPT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt của hai tội là 30 năm tù. Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt với bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST, bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HSPT buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐ-TN-CSKT-P9 ngày 10 tháng 5 năm 2022, truy nã quốc tế số A-4367-5-2022. Ngày 30 tháng 5 năm 2022, truy nã đặc biệt số 05/QĐ-TN-CSKT-P9 ngày 29 tháng 6 năm 2023. 2. Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Nhân thân, bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HSPT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt Trần Mạnh Hà 13 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 12 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc số 03/QĐ-TN-CSKT-P9 ngày 8 tháng 7 năm 2022 và quyết định truy nã quốc tế số A-7993-9-2022 ngày 21 tháng 9 năm 2022. 3. Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐ-TN-CSKT-P9 ngày 8 tháng 6 năm 2023 và quyết định truy nã quốc tế số A-9084-10-2023 ngày 6 tháng 10 năm 2023. 4. Đỗ Vân Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mofa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc số 1034/QĐ-TN-CSKT-P4 ngày 25 tháng 4 năm 2024. Theo cáo trạng, năm 2014, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn 1 trị giá 149 tỷ đồng, giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỷ đồng và giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỷ đồng. Biết trung tâm đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp cận về đề nghị ông Dương Hoa Sô cho công ty AIC tham gia. Theo đó, công ty muốn được tạo điều kiện trúng thầu, đồng thời xây dựng mức giá để AIC hưởng lợi 40% giá trị gói thầu. Sau khi được ông Sô đồng ý, năm 2015, thời điểm triển khai dự án giai đoạn 1 gồm 4 gói thầu,
Tổng Giám đốc Công ty AIC khi đó là Trần Mạnh Hà đến gặp, thỏa thuận với ông Sô, theo nội dung đã thống nhất với bà Nhàn từ trước. Thực hiện kế hoạch ưu ái cho AIC, ông Sô thuê công ty định giá, yêu cầu ra chứng thư định giá các thiết bị cần mua với 169 tỷ đồng, trong khi dự kiến ban đầu chỉ là 149 tỷ đồng. Đáng chú ý, để thuận lợi cho việc thâu tóm các gói thầu, bà Nhàn còn làm quen với bị can Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2016, do được giao phụ trách dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bà Minh nhiều lần gặp ông Sô. Cuối tháng 11 năm 2017, ông Sô ký tờ trình gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất điều chỉnh danh mục thiết bị và thời gian thực hiện giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án. Vì điều này, giá trị thiết bị toàn dự án tăng từ 425 tỷ đồng lên gần 469 tỷ đồng. Tiếp nhận tờ trình, bà Minh chỉ đạo cấp dưới thực hiện, đồng thời ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và giá trang thiết bị, tăng gần 44 tỷ đồng như đề xuất. Về phía mình, công ty AIC và các công ty mà doanh nghiệp này chỉ định đứng tên thay đã trúng 8 gói thầu. Qua đó, tổng thiệt hại mà các bị can gây ra là hơn 94 tỷ đồng. Đáng chú ý, cáo trạng xác định, sau khi công ty AIC trúng các gói thầu, ông Dương Hoa Sô đã 6 lần nhận tiền, tổng số 14,4 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thông qua cấp dưới tại công ty, ngay ở phòng làm việc của ông Sô tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Cáo trạng nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều 28 tháng 5, nguồn tin từ Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng có biểu hiện tâm thần đã ném đá vào nhiều ô tô đang di chuyển trên đường, tấn công làm bị thương một chiến sĩ công an trong quá trình truy bắt đối tượng. Trước đó khoảng 6 giờ 15 phút ngày 28 tháng 5, một người đàn ông chạy xe máy rồi ném đá vào nhiều ô tô, xe máy đang di chuyển trên quốc lộ 80, đoạn khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Trong đó, một ô tô biển số quân đội đang lưu thông trên đường làm nhiệm vụ cũng bị người đàn ông này ném đá, làm vỡ kính chắn gió xe ô tô. Rất may, tài xế làm chủ tốc độ nên không có tai nạn xảy ra. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe quân sự và các tài xế khác bị ném đá đã trình báo lên công an thị trấn Kiên Lương. Công an thị trấn Kiên Lương xuống hiện trường lập biên bản và tiến hành truy bắt đối tượng. Qua xác minh thông tin, cơ quan chức năng xác định đối tượng tên Lưu Văn Mạnh, 45 tuổi. Vào thời điểm trên, Mạnh đã điều khiển xe Honda và dùng đá ném vào nhiều ô tô đang di chuyển trên đường. Quá trình vây bắt, đối tượng Lưu Văn Mạnh đã dùng vũ khí tấn công làm một cán bộ công an thị trấn Kiên Lương bị thương ở phần đầu, phải nhập viện cấp cứu. Theo thống kê bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có 6 xe ô tô và một người dân đi xe máy bị đối tượng Lưu Văn Mạnh ném đá. Được biết, đối tượng Lưu Văn Mạnh có biểu hiện tâm thần và từng có tiền án tại địa phương do gây rối trật tự công cộng. Hiện công an huyện Kiên Lương đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Mạnh để phục vụ điều tra. Rạng sáng ngày 28 tháng 5, xe tải chở quả mận mang biển kiểm soát Sơn La lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155. Khi đi đến cầu bê tông km 7 680 thuộc địa phận thôn Tòng Sành 1, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát đã bất ngờ mất lái, lao qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50m. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, ba người trên xe gồm Lương Văn Hạc, sinh năm 1991, thường trú tại bản Hè, xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Lò Văn Thanh và một người tên Thịnh bị thương. Sau khi nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lào Cai đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh, công an xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, công an xã Trung Trải, thị xã Sapa tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Đắc Phong, sinh năm 1979, trú thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 3 năm 2021, Phong ký hợp đồng thuê xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10 của một cơ sở trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ với giá 10 triệu đồng một tháng. Sau đó, Phong làm giả giấy đăng ký xe ô tô này rồi mang đi cầm đồ lấy 140 triệu đồng. Có tiền trong tay, Phong sử dụng cá nhân, chơi cờ bạc hết tiền rồi bỏ trốn. Ngày 21 tháng 5, sau thời gian truy tìm, đội điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Qua nhiều ngày truy xét, cảnh sát bắt giữ Trần Đắc Phong và di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.